Trân trọng giới thiệu ca sĩ Quách Tuấn Du, ca sĩ Lâm Chấn Huy, người mẫu Triệu Ái Vi cùng như vận động viên thể hình Phạm Văn Đức là người bạn thân tâm giao của ca sĩ Vân Quang Long. Đồng bào Phật giáo Việt Nam cũng như là đồng bào Việt Nam đối với cha mẹ những người thân yêu nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2020 đón chào năm mới với niềm hy vọng khép lại Covid-19 thì gia đình và mọi đồng nghiệp và các fan hâm mộ trên toàn cầu lại đau buồn làm lễ cầu siêu. Thì năm 2002 khi tôi trong ngày hôm qua thì các anh chị có nghệ sĩ rất là thân, các bạn bè đồng nghiệp, các fan hâm mộ đó đều gửi lời chia buồn qua Facebook của họ, thì đó cho thấy sự yêu quý mến trọng của mọi người dành cho ca sĩ Phạm Văn Long. Các thành viên còn 088 còn lại đó thì vì những lý do khác nhau tôi cũng không nắm rõ, tức là đang ở nước ngoài đã không thể có mặt tại đây và chứng kiến lễ diễn ra ngày hôm nay đó, thì tôi tin rằng là tất cả chúng ta đã dành tình cảm rất là trân quý cho Phạm Văn Long. Trong kinh Đức Phật đề cập đến bốn loại hình cái chết. Thứ nhất, chết do hết nghiệp, tức là bị phủ tạng hư dẫn đến nan y và chết. Thứ hai là chết do hết tuổi thọ, tức là từ 75 tuổi trở lên. Thứ ba, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Và thứ tư, chết quản tử nan xương, mà bên ngoài được gọi là tự tử. Trong bốn trường hợp như trên thì đột tử thực ra nó là một đời một lý, nó thuộc về chết do hết nghiệp. Nhưng mà vì sự ra đi quá đột ngột với tư cách là cha mẹ, người thân thương nhất, người các con, bạn bè đồng nghiệp đó, thì chúng ta đều hoàn toàn xúc động. Nói về Phật giáo thì nhân duyên sự sống của mỗi người đó có dài dẫn đến thọ, có ngắn dẫn đến chết yểu là rất khác nhau. Điều quan trọng theo lời Phật dạy đó là trong kiếp người suốt quá trình sống chúng ta sống như thế nào thì nó liên hệ đến chất lượng sống trong mối quan hệ tình người giữa chúng ta với người thân thương, giữa chúng ta với người bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Nơi nào mà có dấu 1088 cụ thể là Phạm Văn Long ấy, thì hầu như khán thính giả rất là thích đến đây nghe. Và thời điểm đó thì chúng ta biết là công nghệ CD mới bắt đầu là lan tỏa Việt Nam, và việc phát hành các văn bản như thế tôi rất là quý hiếm. Và Phạm Văn Long là một trong những người được xem là đứng đầu bảng. Thì ở đâu thấy thì tới đâu Phạm Văn Long cũng được mọi người yêu quý mến thương tiếc. Như vậy cái chất lượng cuộc sống này đó là cho chúng ta có một cái nguồn an ủi, dù phải chia tay vô thường là già bệnh và chết, thì những người còn ở lại bao gồm cha mẹ, những người thân thương nhất, các cháu là con và bạn bè thì cũng nhân đây hãy khép lại nỗi buồn đau và theo lời Phật dạy tất cả chúng ta hướng về hương linh, truyền năng lượng từ bi, làm tất cả những việc tốt nhất có thể để hồi hướng công đức cho người ra đi. Thì
tấm lòng yêu thương và nâng đỡ trong những ngày đầu làm nhân. Con người anh là một người sống rất chan hòa tình nghĩa và ai cũng thương mến anh. Nhớ nhất là những buổi anh hay đệm đàn guitar cho con cùng tất cả những người em trong nhóm được hát. Mới đây thôi, anh còn có gọi điện về để chia sẻ, hỏi thăm gia đình, công việc. Còn hẹn sẽ có ngày anh em mình tái ngộ. Vậy mà vô thường thật đáng sợ. Kính thưa anh, xin anh hãy yên lòng an nghỉ. Em và những người hâm mộ anh sẽ nhớ mãi những bài ca mà anh đã từng hát, những hình ảnh, những ánh mắt và nụ cười của anh. Con xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy và xin gửi lời chia buồn đến gia đình, bố mẹ. Phúc cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả trong và ngoài nước đã luôn yêu mến và đồng hành anh Long trong suốt những năm qua. Để tiễn đưa anh, Phúc xin hát dâng lên linh hồn anh ca khúc Bước Qua Thế Giới để tỏ lòng kính tiếc và mãi nhớ về anh. Ôi đời người trong hoa thấy nhiều chuyện người nói đâu đây, mà giờ nắng mắt xưa đây nào thể lường trước hôm nay có ai chắc số phận. Ngày xưa khi ta sinh ra trở về bằng khi đó bên ngoài đón ta là nụ cười niềm vui, có lẽ đã sống từ sau khi trở về nơi đâu người ta không còn ta mỉm cười, người ta không còn ta mỉm cười, người ta không còn ta mỉm cười. Sẽ được vãng sanh cực lạc về miền Đức Phật A Di Đà,
xin được tặng quý vị ca khúc đặt tên Quà Màu Vàng Cho Mẹ. Mẹ xấu yêu ơi, mẹ có nghe lời con, mẹ ở trên con hình như mẹ đang mỉm trong phút giây xúc động này, chúng tôi trân trọng kính mời bà.